bạn muốn để hình khóa mà có nhiều tấm ảnh xinh xinh không đụng hàng như thế này nè, thì làm theo tôi nha. Trước hết vào App Store tải cho tôi cái app iStream này nha. Bây giờ vào app và đây là giao diện chính của app nè. Các bạn chọn mục DIY Wallpaper. Trong đây có rất nhiều mẫu khác nhau, các bạn có thể tự do lựa chọn nè. Nhưng mẫu tôi đang sử dụng thì là cái này nha. Ở đây các bạn có thể thêm 4 tấm hình khác nhau. Tôi thì chọn 3 tấm là sẽ có 2 ô hình giống nhau nha. Sau khi chọn xong hình ảnh, tiếp tục nếu muốn thay đổi màu background thì các bạn chọn mục background và chọn tông màu yêu thích. Ngoài ra, nếu muốn thay đổi chữ phía dưới màn hình như này, các bạn chọn mục tag để các bạn chọn thay đổi các dòng chữ khác nhau nha. Các bạn có thể chọn mẫu có sẵn hoặc sửa thành tên của mình giống như tôi nè. Để xem trước cái hình của mình như thế nào thì mấy bạn bấm vô cái hình kế cái chữ sale phía trên bên phải này nè. Sau khi đã chỉnh xong thì các bạn bấm chữ sale thì ảnh đã được lưu trong album ảnh rồi đó. Bây giờ các bạn chỉ cần vô album ảnh và lấy tấm ảnh đó cài làm màn hình khóa và chọn thêm mấy cái tiện ích cho xinh xẻo nữa nha. Rồi, thấy hay ho chưa? Các bạn làm thử xem sao nha.